Xin chào cả nhà. Hôm nay mời cả nhà cùng lắng nghe Pha Sách nói sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng. Trong mỗi chúng ta đều có một cơ chế rất đặc biệt, đó là sẽ tự tìm câu trả lời cho chính câu hỏi của mình. Và việc quan trọng là chúng ta hãy cùng đặt những câu hỏi chất lượng. Và xin mời các bạn cùng đọc sách với mình để có cho mình một số bí kíp giúp học hỏi và vấn đáp nhé. Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng. Một số bí kíp giúp học hỏi và vấn đáp. Học hỏi và vấn đáp. Bạn là một doanh nhân, giám đốc, trưởng phòng và đang gặp khó khăn trong việc giao tiếp với nhân viên của mình. Các cuộc họp tại công ty luôn diễn ra trong tình trạng chỉ một mình bạn nói, còn cấp dưới im lặng. Bạn luôn tự hỏi, tại sao nhân viên của mình thường không đưa ra bất cứ ý kiến gì trong các cuộc họp? Chẳng lẽ họ sính nguyên tắc im lặng là vàng? Hay năng lực lãnh đạo của mình có vấn đề? Tuy nhiên, vấn đề không phải vậy, mà cũng chẳng phải do bạn giao tiếp kém. Bạn có thể đang dùng sai phương pháp. Thay vì chỉ mình bạn độc thoại trong cuộc họp, tại sao bạn không đặt ra những câu hỏi cho cấp dưới để họ suy nghĩ và đưa ra các ý kiến, quan điểm riêng khiến họ cảm nhận được rằng mình là trung tâm của cuộc họp. Thông qua cuốn sách Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng, bạn đang cầm trên tay, chúng ta sẽ biết được rằng việc đặt ra các câu hỏi đúng cho nhân viên của mình rất quan trọng. Tại sao bạn không thử để nhân viên trở thành trung tâm của cuộc họp trao đổi bằng cách đặt ra các câu hỏi để họ trả lời thay vì áp đặt ý kiến cá nhân của bạn và yêu cầu mọi người thực hiện theo? Việc làm này giúp họ có cảm giác như mình là một phần của công việc và có trách nhiệm với công việc đó không kém gì cấp trên. Vậy làm cách nào để đưa ra một câu hỏi đúng đắn? Cuốn sách này sẽ là lời giải đáp thỏa đáng cho câu hỏi của bạn. Nó cung cấp cho bạn phương pháp đặt câu hỏi đúng và hiệu quả nhất kết hợp với việc sử dụng bản mandala ma thuật đặt câu hỏi nhằm hỗ trợ bạn trong quá trình lãnh đạo và ủy quyền. Cuốn sách mang đến cho bạn những phương pháp thay đổi chính bản thân và đội ngũ công nhân viên. Chỉ khi nhận ra mình muốn gì, bạn mới có thể đưa ra những câu hỏi đúng, từ đó thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên. Bạn không nên nghĩ rằng chỉ có các nhà lãnh đạo tại các doanh nghiệp hoặc tổ chức mới cần những thông tin bổ ích này. Dù chỉ là một giáo viên, trưởng phòng hay thậm chí chủ tiệm tạp hóa, nếu bạn không biết cách giao tiếp với nhân viên của mình, thì công việc kinh doanh của bạn chắc chắn sẽ rơi vào bế tắc. Thân Nhân Trung, một vị tiến sĩ Triều Lê, từng nói, hiền tài là nguyên khí quốc gia. Một đất nước muốn hùng mạnh, phải có những người tài giỏi. Một công ty muốn phát triển và duy trì vị thế dẫn đầu trên thị trường, phải có nhân tài. Nhưng làm thế nào để tài năng của họ không bị ngủ quên? Bí quyết nằm ở khả năng đặt câu hỏi cho nhân viên, giúp họ bộc lộ năng lực của bản thân. Với lối hành văn dễ hiểu, hướng đến trọng tâm là vấn đề đặt câu hỏi đúng đắn, cuốn sách sẽ hỗ trợ đắc lực cho độc giả, đặc biệt là những người đang bế tắc trong việc giao tiếp với cấp dưới, khao khát tìm ra phương pháp thay đổi bản thân và nhân viên. Cuốn sách này thực sự là một món quà vô cùng quý giá. Hãy nghiền ngẫm và khám phá thế giới ma thuật đặt câu hỏi. Trân trọng gửi tới độc giả cuốn sách này. Tháng 11 năm 2014, Công ty Cổ phần Sách Alpha, Mihiro Matsuda. Mở đầu, chào mừng bạn đến với thế giới của những câu hỏi. Tôi gọi nghề của mình là nhà chất vấn do thường xuyên phải gặp gỡ và đặt câu hỏi cho người khác. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng nhà chất vấn ư, nghề gì nghe lạ tai quá. Hỏi han người đời thì có ích lợi gì cơ chứ? Tôi xin được tháo gỡ khúc mắc ấy bằng đôi lời ngắn gọn như thế này.
đặt câu hỏi, nghĩa là bạn đã gián tiếp khiến cuộc sống thêm phong phú và đem lại cho bản thân cơ hội tìm thấy câu trả lời tốt nhất. Thực chất của việc hỏi là nhằm có được nhận thức, và riêng điều đó thôi cũng đã giải đáp khá đầy đủ khúc mắc trên. Như Galileo Galilei từng nói, chúng ta chẳng thể dạy ai điều gì, chúng ta chỉ có thể giúp họ nhận thức được nó từ chính bản thân họ mà thôi. Tôi cũng hay được nói rằng, vậy chắc công việc của anh cũng giống như một nhà tư vấn phải không? Nếu nói về điểm giống nhau giữa nhà tư vấn và nhà chất vấn, thì đó hẳn là ở việc tôi thường giúp người khác giải quyết các vấn đề khiến họ lo lắng như chuyện công việc, cách sống, chuyện con cái, vân vân. Thế nhưng điểm khác nhau mang tính quyết định nằm ở chỗ tôi không thể giáo huấn bất kỳ điều gì. Tôi chỉ đơn giản là đặt ra các câu hỏi mà thôi. Nhưng tôi biết thế nào là một câu hỏi đúng. Chỉ bằng việc trả lời câu hỏi của tôi, người được hỏi sẽ có cái nhìn rõ hơn về những rắc rối hoặc nỗi sợ mơ hồ đang dày vò tâm trí họ. Thông qua những câu hỏi ấy, ưu điểm, khuyết điểm không chỉ của bản thân một cá nhân hay một sản phẩm, mà thậm chí là của cả một tập đoàn được nhận thức rõ ràng. Ngoài ra, với những câu hỏi phụ, người được hỏi cũng sẽ xác định được rằng mình nên bắt tay vào hiện thực hóa ước mơ ngay hôm nay. Và một khi nhận thức đã được thông suốt, thì hành vi của chủ thể cũng thay đổi theo. Từ trước đến nay, tại các buổi hội thảo của tôi xoay quanh vấn đề trên, rất đông doanh nhân hoặc nhân viên trong các tập đoàn đến tham dự và tìm thấy được nhận thức nào đó cho riêng mình. Về phần mình, tôi thu được những đánh giá sau. Những câu hỏi này, tự bản thân chúng đã tiềm ẩn sức mạnh phi thường giúp ta có thể nhìn thấu những thứ vốn rất khó phát hiện. Chúng giống như ma thuật. Và tôi cũng không biết từ khi nào những câu hỏi do mình đưa ra lại được gắn với biệt danh ma thuật đặt câu hỏi. Sức mạnh của việc đặt câu hỏi đúng. Dù cho bạn đang âu lo điều gì hay thậm chí không hiểu tại sao mình lại thấy bất mãn với cuộc sống hiện tại, thì lời giải cho những vấn đề trên chắc chắn luôn nằm ở chính bản thân bạn. Vấn đề ở đây là làm sao để tìm được câu trả lời ấy. Những phát ngôn để đời. Bạn muốn mình được nhớ đến vì điều gì? Peter Drucker, chuyên gia hàng đầu thế giới về tư vấn quản trị. Hãy xem trọng một câu hỏi đúng hơn là một câu trả lời đúng. Carlos Ghosn, chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn Nissan. Học vấn có nghĩa đúng như cách viết của nó. Bạn học thông qua vấn đáp. Cứ hỏi đi, rồi bạn sẽ trở nên thông thái. Takeuchi, chủ công ty bánh kẹo Takeuchi. Bậc hiền minh không đưa ra câu trả lời đúng, mà họ đưa ra câu hỏi chuẩn xác. Lev Jones, nhà nhân học. Carlos Ghosn là chủ tịch kiêm CEO của tập đoàn sản xuất xe hơi Nissan và là người có công vực lại tập đoàn này từ bờ vực phá sản. Từ ngay những ngày đầu đến Nissan, ông đã tuyên bố, tôi sẽ là huấn luyện viên của Nissan. Khi gánh trên vai trách nhiệm của một nhà lãnh đạo tối cao của tập đoàn, ông phải liên tục thị sát khắp các công xưởng lẫn cửa hàng phân phối sản phẩm, gặp gỡ hàng nghìn nhân viên của tập đoàn. Dù đến bất cứ đâu, ông đều hỏi người chịu trách nhiệm chính tại khu vực đó những câu hỏi đại loại như nguyên giá biến động thế nào hay công suất nhà máy đạt bao nhiêu phần trăm. Tất nhiên, trước khi thị sát, ông đã nắm rõ số liệu kinh doanh, nhưng bằng việc đặt ra những câu hỏi ấy tại trận, ông khiến những người chịu trách nhiệm ở đó nâng cao năng lực nhận thức về vấn đề và cùng nhân viên dưới quyền giải quyết chúng. Ông muốn xác nhận lại tình hình công việc thông qua các câu trả lời. Nhằm phục hồi và tái thiết Nissan, Carlos Ghosn đã đưa ra kế hoạch cải tổ Revival Plan với chủ trương giảm 20% chi phí mua linh kiện sản phẩm từ nhà cung ứng. Kế hoạch được thực hiện không phải nhờ những mệnh lệnh vô lý buộc cấp dưới phải tuân theo. Ông chỉ bật ra câu hỏi, chúng ta phải làm gì để thực hiện thành công mục tiêu này?
và khiến nhân viên của mình xem đây như là vấn đề cá nhân và dốc lòng thương thảo với công ty đối tác để xử lý chúng. Có lẽ nếu ông chọn cách thúc ép nhân viên phải làm theo mệnh lệnh thì Nissan đã không thể hồi sinh thần kỳ đến vậy. Người ta kể rằng câu cửa miệng của Matsushita Konosuke, người được xem như vị thánh trong lĩnh vực kinh doanh tại Nhật Bản, là một câu hỏi rất ngắn. Này, cậu nghĩ sao về vấn đề này? Khi gặp bất kỳ một nhân viên nào trong công ty, ông luôn đặt ra các câu hỏi nhằm tạo cho cấp dưới thói quen động não. Nếu nhân viên được lãnh đạo hỏi ý kiến, họ sẽ có cảm giác được cấp trên nhờ cậy. Khi ấy, cùng với sự tăng lên của nhiệt huyết dành cho công việc, khối óc của họ cũng bắt đầu vận hành để học cách đưa ra những câu trả lời đúng cho các câu hỏi của lãnh đạo. Bằng cách vận hành vòng tròn tịnh tiến tích cực này, nhân tài trong công ty cũng dần lộ diện và được bồi dưỡng. Đừng tự đóng mình lên tường bằng chiếc đinh của người khác. Trong cuốn sách này, tôi xin được giới thiệu ma thuật đặt câu hỏi như một công cụ giúp bạn tìm lại nhận thức trong hoạt động kinh doanh, cũng như giúp bạn nhanh chóng có được câu trả lời đúng mà bạn đang tìm kiếm. Hỏi han làm gì cho dài dòng? Sao ngay từ đầu anh không cho chúng tôi câu trả lời luôn đi? Bạn có từng nghe thấy câu hỏi này vang lên trong đầu không? Nhiều người trong chúng ta đã quá quen với việc xin ý kiến tư vấn từ các chuyên gia đầu ngành, đắm mình trong hiệu sách hay thư viện để tìm học bí quyết thành công hoặc kinh nghiệm thất bại, với hy vọng rằng đâu đó ở dãy núi kiến thức đồ sộ kia sẽ xuất hiện câu trả lời mình cần. Chỉ có điều, hầu hết những thứ ta học được từ người khác đều không trở thành của bản thân. Có thể ta sẽ nhớ chúng khi vừa đọc xong, nhưng rồi thời gian trôi qua và bài học ấy cũng mờ dần trong tâm trí. Những người trong giới thủ công thường rỉ tai nhau rằng không gì bằng học lỏm bí quyết từ người đi trước. Trong quá trình trùng tu chùa Hiryu hay phục dựng chính điện của chùa Yakushichi, người ta nhìn thấy sự xuất hiện của nghệ nhân Nishoka Tsunekazu trong vai trò giám sát thi công. Ông nổi danh với kiến thức uyên thâm về các loại gỗ nhưng không hề truyền dạy cho người khác. Có lần, một đệ tử bạo gan năn nỉ, xin thầy chỉ giáo cho con. Nhưng ông đã lạnh lùng khước từ: "Hãy tự suy nghĩ đi, hãy nói chuyện với cỏ cây và chăm chỉ làm việc ấy." Hiranomasa là huấn luyện viên đã tập huấn trong một thời gian dài cho kình ngư Kisama Kosuke. Trong suốt sự nghiệp của mình, có một phương châm đào tạo mà ông rất tâm đắc, đó là từ vận động viên phải suy ngẫm về cách giành được vị trí dẫn đầu. Dù khi phong độ của vận động viên đang ở đỉnh cao hay tụt dốc, ông đều đặt ra cho họ những câu hỏi như: đâu là nguyên nhân của vấn đề, để hướng học trò của mình đến việc tự tìm ra câu trả lời đúng. Điểm chung của những bậc thầy về đào tạo nhân tài nằm ở khả năng dạy học trò của họ rằng đừng học máy móc, hãy đặt câu hỏi và tự đưa ra câu trả lời cho chính mình. Nếu suy luận theo hướng đó, thì khi lên lớp người khác, đồng thời ta cũng đang cướp đi cơ hội được tự nhận thức của họ. Tự suy nghĩ và chiêm nghiệm nghĩa là bạn đang có những bước tiến dài trên con đường trưởng thành. Cốt lõi của vấn đề nằm ở việc tự nhận thức. Và khi đã hiểu ra mọi việc, bạn sẽ nghiêm túc thay đổi tư tưởng, từ đó hành động cũng thay đổi theo. Khi nghe xong một lời chỉ dạy nào đó, ta sẽ dễ dàng thốt lên: quả là chí lý, nhưng ta đã thực sự lĩnh hội được mấy phần trong đó. Chính vì thế, hành động sau này của ta trở nên khó thay đổi, hoặc nếu có thì cũng không bền lâu. Con người có hai cách để tiếp thu kiến thức: nhớ và khắc cốt ghi tâm. Câu chữ của người khác là thứ bạn có thể dễ ghi nhớ trong đầu, nhưng rất khó để đạt đến độ lĩnh hội. Do đó là lời nói của người khác, nên bản thân chúng vốn dĩ không hội tụ đủ sức mạnh cần thiết để xâm nhập sâu hơn vào trái tim và bộ não của ta. Hãy tự tay viết ra để đánh thức năng lực nhận thức. Khi đọc cuốn sách này, bạn hẳn đang muốn tìm kiếm bí quyết tạo ra sự đột phá trong công việc.
Song thật đáng tiếc, bí quyết ấy không được viết rõ ra ở đây. Thay vào đó, tôi chỉ có thể hỗ trợ bạn trong hành trình tự đi tìm câu trả lời. Sau đây, tôi sẽ đưa cho bạn một câu hỏi. Đừng chỉ trả lời nó bằng những ý niệm thoáng qua trong đầu. Hãy tự tay viết chúng ra giấy. Bằng cách này, những lo âu hoặc phiền não trong bạn sẽ dần hiện ra, đồng thời tăng cường sức mạnh nhận thức trong bạn. Bạn đã sẵn sàng giấy bút chưa? Hãy trả lời thật nhanh câu hỏi dưới đây. Câu hỏi: nếu doanh nghiệp của bạn phá sản, ai sẽ là người gặp khó khăn và khó khăn đó là gì? Trả lời: câu hỏi này được đặt ra nhằm làm nổi bật ưu và khuyết điểm cũng như lý do tồn tại của công ty bạn. Nếu thay cụm từ công ty bằng sản phẩm, dịch vụ thì bạn có thể nhận được những thông tin tương tự về đối tượng mới. Hãy coi câu hỏi này là viên gạch đầu tiên, sau đó hãy tiếp tục tự đặt ra vô số những câu hỏi khác để tìm thấy gợi ý giúp bạn giải quyết bài toán tăng doanh thu của công ty mình. Khi thời thế biến động, câu trả lời có thể thay đổi, nhưng câu hỏi thì không. Có hàng ngàn cách để chinh phục một ngọn núi, tùy theo sự kết hợp giữa năng lực, quan điểm và đặc trưng của từng cá nhân. Mỗi người sẽ có một cách riêng, một câu hỏi lý tưởng sẽ có vô số cách để trả lời, mà nhờ đó luôn có một lời giải đáp thỏa đáng nhất dành riêng cho mỗi vấn đề. Đối với cùng một câu hỏi, nếu thời gian hoặc hoàn cảnh thay đổi, thì câu trả lời cũng sẽ biến đổi theo. Lời tư vấn bạn nhận được trong thời điểm này có thể rất chính xác, nhưng vào thời điểm khác và khi môi trường kinh doanh thay đổi, có khả năng lời khuyên ấy không còn đúng nữa. Tuy nhiên, dù câu trả lời có bị chi phối bởi nhiều nguyên nhân, thì nội dung câu hỏi vẫn là bất biến. Tùy vào mức độ trưởng thành của bản thân tại mọi thời điểm, một người có thể rút ra được câu trả lời thích hợp nhất. Hãy trang bị cho bản thân những câu hỏi đúng. Khi một người đang bận tâm đến vấn đề mà anh ta chưa có đủ thông tin để suy luận, anh ta sẽ không ngừng đặt ra những nghi vấn và tự giải đáp. Hoạt động vấn đáp trong vô thức này chính là quá trình chúng ta vẫn hay gọi là suy ngẫm. Liệu bạn có biết điểm khác biệt cốt lõi giữa một câu hỏi đúng và một câu hỏi sai? Câu hỏi đúng là loại câu hỏi mà việc cố gắng tìm ra câu trả lời giúp bạn trưởng thành hơn trong việc nhận thức thế giới và tự nhận thức. Ngược lại, khi cố gắng trả lời câu hỏi sai, tâm thức của bạn bị nỗi lo sợ, sự bất mãn, ghen tị bao trùm, khiến bạn không thể bình tĩnh giải quyết vấn đề. Những câu hỏi sai chỉ dẫn bạn tới bế tắc. Tại sao mình toàn gặp chuyện không may? Hay sao lúc đó mình không làm việc ấy? Là hai ví dụ điển hình cho những câu hỏi sai. Những người đặt ra những câu hỏi trên dần mất đi sự tự tin, rơi vào tình trạng đóng băng suy nghĩ và những lời tiêu cực như mình không thể làm được, bỏ cuộc đi thôi, xuất hiện liên tục trong tâm trí. Cứ như vậy, bạn càng suy nghĩ thì những điều khó chịu càng bủa vây, mang lại cảm giác vô cùng sầu khổ cho chính người hỏi. Càng lún sâu vào khó khăn, bản năng tự phòng vệ trong mỗi người càng trỗi dậy mạnh mẽ và người ta có xu hướng đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh. Giả sử bạn không biết cách điều khiển những câu hỏi thì chúng sẽ chuyển từ đúng thành sai và những câu hỏi sai này sẽ đâm bạn một nhát chí mạng. Tất nhiên, nếu coi trọng việc luyện tập khả năng đặt câu hỏi đúng và biến nó thành thói quen, thì ta hoàn toàn có thể hóa giải vòng tuần hoàn đen đủi thành vòng tuần hoàn tốt đẹp. Một câu hỏi đúng là gì? Câu hỏi này sẽ được giới thiệu và phân tích tại chương 3, trong phần 7 quy tắc vàng giúp bạn thăng tiến ngoạn mục trong công việc. Khi đã nắm vững các quy tắc, thì bạn không chỉ dừng lại ở vấn đề công việc hay các mối quan hệ giữa con người, mà còn có thể tăng khả năng tự nhận thức về mọi việc liên quan đến bản thân. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì tôi e rằng những bước tiến mới trong suy nghĩ và hành động sau này của bạn sẽ khiến chính bản thân bạn phải kinh ngạc.
7 quy tắc đặt câu hỏi đúng. Quy tắc 1: coi trọng mối quan hệ tốt đẹp. Quy tắc 2: nguyện vọng. Quy tắc 3: chia sẻ. Quy tắc 4: hợp tác. Quy tắc 5: bày tỏ lòng cảm ơn. Quy tắc 6: sự lôi cuốn. Quy tắc 7: thuận theo vũ trụ. Năng lực nhận thức về thực tại giúp bạn đập tan sự bế tắc. Peter Drucker, người được vinh danh là cha đẻ của ngành quản trị kinh doanh hiện đại, đã tuyên bố rằng mục tiêu của mọi hoạt động kinh doanh là tạo ra khách hàng. Hơn nữa, để hoàn thành mục tiêu trên, doanh nghiệp cần đến hoạt động marketing và liên tục cải tiến sản phẩm của mình. Trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế phát triển cũng không đủ cầu, thì việc ăn theo một công ty khác trong cùng lĩnh vực sản xuất ở khía cạnh quảng cáo và cải cách vẫn giúp chúng ta có khả năng làm ăn phát đạt. Tuy nhiên giờ đây, thị trường đang dần bão hòa, riêng việc duy trì sản xuất ổn định đã không còn là chuyện dễ dàng đối với dẫn chứng về hàng ngàn các công ty đang trồi nổi vô định cho rơi vào bế tắc trong hoạt động sản xuất. Lời gợi ý giúp tháo gỡ những bế tắc này rõ ràng có liên quan mật thiết và trực tiếp đến khách hàng và sự biến động của thời giá. Vấn đề của chúng ta là có bao nhiêu người, đặc biệt là nhân viên công ty, nhận thức được hiện trạng này. Chưa kể đến năng lực, việc nhận thức ở mức cá nhân này còn ảnh hưởng sâu đến bản sắc văn hóa của tổ chức nơi người đó đang làm việc. Đứng từ góc nhìn văn hóa doanh nghiệp, ta có thể chia mô hình tổ chức doanh nghiệp thành hai loại chính: thụ động, mô hình làm việc theo mệnh lệnh phân công, và chủ động, mô hình làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Mô hình thụ động đồng nghĩa với việc cấp dưới đợi chỉ thị từ cấp trên về công việc mà họ phải xử lý và hoàn thành theo đúng quy trình chuẩn. Nhân viên làm trong những tổ chức này chính xác là những người thụ động. Ngược lại, chủ động là mô hình tổ chức mà mọi người tự đào sâu nghiên cứu về tình hình hiện tại của công việc, tùy chỉnh phương pháp làm việc để giải quyết hoàn toàn hay một phần vấn đề. Trong thời đại này, mô hình chủ động rõ ràng có sức tồn tại mạnh mẽ hơn. Nó không đồng nghĩa với việc cấp dưới được tùy tiện tự làm theo ý mình, bởi mọi thứ đều phải được thống nhất theo hướng tầm nhìn chung, triết lý hoạt động chung và mục tiêu chung đã được hệ thống hóa thành những nguyên tắc hoạt động của công ty. Những yếu tố tôi vừa nêu ra rất quan trọng và cần được khắc sâu trong từng tế bào của tổ chức hoặc từng công nhân viên. Bộ phận quản lý kinh doanh của công ty có trách nhiệm phải dốc toàn bộ tâm huyết để những yếu tố trên được thấm nhuần bởi đội ngũ nhân viên. Những yếu tố sẽ thay đổi nếu bạn áp dụng kỹ thuật đặt câu hỏi vào thực tiễn. Ý thức làm việc: thay vì bị động, bị ép làm, thì chúng ta sẽ chủ động theo năng lực. Động cơ làm việc: thay vì tiền lương, chức vụ, sẽ chuyển thành niềm vui, cống hiến. Phương châm kinh doanh: thay vì bán được hàng, chuyển thành giúp khách hàng mua hàng. Quan hệ giữa mọi người trong công ty: thay vì cùng làm việc theo cấp bậc trên dưới, sẽ chuyển thành làm việc dựa trên các giá trị chung. Đào tạo nhân viên: thay vì chỉ trích khuyết điểm, sẽ chuyển thành khuyến khích ưu điểm. Quan hệ với đối tác: thay vì đối tác hợp đồng chính phủ, chuyển thành cộng sự bình đẳng. Cách thức duy trì công ty: thay vì là nơi nhân viên được trả lương để làm việc, là nơi cho phép nhân viên thể hiện bản thân, làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Mục tiêu: thay vì tối đa hóa lợi nhuận, chuyển thành hướng đến lý tưởng chung. Quan hệ giữa cấp trên và nhân viên: thay vì căng thẳng, chuyển thành hỗ trợ. Báo cáo với cấp trên: thay vì quanh co biện hộ, chuyển thành đề xuất ý kiến. Đáp ứng nhu cầu của khách hàng: thay vì giá rẻ, tính năng tốt, chuyển thành mang lại cảm giác vui vẻ sau khi mua hàng. Mọi người đồng lòng, hiệu quả tăng gấp bội.
Tôi có cảm giác rằng tại nhiều bộ phận trong nhiều công ty vẫn đang có khuynh hướng tăng cường mô hình làm việc chủ động. Khi tập thể nhân viên trở nên quen thuộc với mô hình này, thì độ nhạy bén trong nhận thức thực tế của họ sẽ bị hao mòn và họ cũng dần mất đi năng lực sáng tạo. Hãy áp dụng kỹ thuật đặt câu hỏi vào công ty để chuyển ý thức làm việc từ thụ động sang chủ động. Hơn thế, nếu mọi lao động đều nỗ lực hết mình thì công việc cũng sẽ nhanh chóng đơm hoa kết trái. Khi thực hiện các buổi hội thảo về cách sử dụng câu hỏi trong chiến dịch đào tạo nhân viên của các tập đoàn lớn, tôi thường chia học viên thành các nhóm nhỏ từ 4 đến 7 người. Sau đó đặt ra câu hỏi và yêu cầu từng người trình bày ý kiến của mình trước cả nhóm. Kết quả, có nhiều người đã thực sự sửng sốt. Hóa ra có thể nhìn nhận vấn đề theo cách đó nữa ư? Khi được nghe người khác nói lên suy nghĩ của mình, điều này có liên quan đến cách làm việc chúng ta cảm nhận trải nghiệm mới. Khi là thành viên trong nhóm, mọi người sẽ cùng nhau hợp tác để đánh giá tình hình. Hơn thế, độ nhạy bén trong nhận thức cũng được mài dũa tốt hơn. Điểm cốt lõi trong hoạt động nhóm cần nhớ là bạn hoàn toàn không được phủ định hay bình phẩm về ý kiến của người khác ngay lập tức, mà hãy tạm thời chấp nhận quan điểm đó. Tạm thời chấp nhận và tán thành là hai cách hành xử hoàn toàn khác nhau. Tán thành có nghĩa là bạn đồng thuận và chấp nhận ý kiến đó, còn tạm thời chấp nhận nghĩa là bạn đứng ở thế trung lập và đơn giản là chấp nhận rằng trên đời tồn tại một câu trả lời như vậy. Dù câu trả lời bạn nghe được có kỳ quặc đi chăng nữa, bạn cũng đừng vội phủ định ngay mà nên hỏi lại đối phương tại sao anh lại nghĩ vậy, nhằm hướng đến tích khách quan, đào sâu vào cốt lõi của vấn đề thay vì dễ dàng quy chụp ý kiến người khác hay tùy tiện đưa ra kết luận. Việc phủ nhận quan điểm của người khác không khó, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn đã cắt đứt luồng tư duy của đối phương ngay từ thời điểm bạn gạt bỏ ý kiến của họ. Hoạt động làm việc nhóm không nhằm mục đích bác bỏ ý kiến của nhau, mà là khiến mọi thành viên nhận thức được vấn đề đang được thảo luận. Sau đó, cần tạo ra một danh sách các hành động cần thiết để chuyển nhận thức thành hành động. Điều này sẽ được giải thích rõ hơn ở chương 4. Cách sử dụng và cấu trúc của cuốn sách. Cuốn sách này gồm 4 chương lớn. Chương 1, 6 cách tư duy giúp tăng tối đa sức mạnh của câu hỏi. Chương 2, ma thuật đặt câu hỏi giúp kích thích tinh thần làm việc của nhân viên. Chương 3, 7 quy tắc vàng giúp bạn thăng tiến trong công việc. Chương 4, nhờ áp dụng bản mandala ma thuật câu hỏi vào thực tiễn, việc kinh doanh của tôi đã thay đổi. Trong chương 1, tôi sẽ tập hợp những yếu tố tiền đề về mặt tư tưởng trước khi bạn áp dụng ma thuật đặt câu hỏi vào thực tiễn. Những câu hỏi nói tôi đưa ra giống nhau nhưng tùy thuộc vào từng người hỏi. Các kết quả sẽ có sự thay đổi. Một điều chúng ta nên xác định trước là tùy thuộc vào vị trí của người nói để quyết định về nội dung câu hỏi. Nếu bạn chỉ dựa vào kỹ thuật đã học được thì khó có thể phát huy tối đa hiệu quả. Vậy, người hỏi nên tư duy như thế nào và nên rèn luyện nó ra sao sẽ được giới thiệu trong chương 1. Chương 2 sẽ giúp các bạn nắm vững các bí quyết đưa ra các câu hỏi đúng. Ma thuật đặt câu hỏi giống như một hình thức tập huấn mà thông qua đó, sau khi bạn tiếp thu được lý thuyết và luyện tập thành thục các câu hỏi, việc áp dụng ma thuật đặt câu hỏi vào thực tế sẽ đóng vai trò rất lớn trong công việc và cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, tôi có cảm giác mọi người hầu như đều muốn bỏ qua các giai đoạn dẫn đến việc dục tốc bất đạt. Sau khi sử dụng những câu hỏi được ví như ma thuật và hoàn thành trọn vẹn đợt tập huấn ngắn hạn này, bạn có thể dễ dàng áp dụng các bí quyết trên vào cuộc sống. Điểm nổi bật nhất của đợt huấn luyện này chính là tác động tích cực của nó đến năng lực thấu hiểu giữa cấp trên và cấp dưới, cũng như giữa các phòng ban, khiến không khí trong tổ chức trở nên linh hoạt và thoải mái. Trong chương 2, tôi muốn giới thiệu cụ thể về các câu hỏi để bạn có thể áp dụng chúng ngay lập tức vào thực tế, giúp đào sâu quan hệ giữa bạn và nhân viên hay giữa các đồng nghiệp với nhau. Chương 3,
sẽ trình bày chi tiết về 7 quy tắc vàng giúp bạn thăng tiến ngoạn mục trong công việc dựa trên những kinh nghiệm của tôi. Trước khi bắt đầu công việc như một nhà chất vấn, tôi là nhà điều hành doanh nghiệp liên doanh. Có thể lúc này nhiều người sẽ hỏi, anh là người có đầu óc nên làm việc gì cũng tốt là đúng rồi. Nhưng trước đây, tôi là một người tự ép mình gánh trên vai một việc vô cùng lớn và nghĩ đơn giản rằng chỉ cần dốc hết sức lực vào nó thì ắt sẽ thành công. Song càng nghĩ như vậy, mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ. Cuối cùng, tôi đành phải từ bỏ công việc kinh doanh với một khoản nợ khổng lồ. Cách nói có thể khác nhau, nhưng điểm chung của mọi phương pháp thành công chính là hợp tác. Tuy cuộc sống phức tạp và khốc liệt, nhưng vẫn có những mặt tích cực. Bởi chúng ta còn nhiều thời gian, nên với mọi thất bại đã qua, ta vẫn có thể bình tĩnh suy ngẫm lại. Tôi đã đọc rất nhiều sách về chủ đề kinh nghiệm kinh doanh hay rèn luyện bản thân, cũng như tham gia rất nhiều hội thảo chuyên môn, nên đến nay tôi đã tích lũy được không ít kinh nghiệm. Nếu tập trung suy nghĩ về kinh nghiệm cũng như lời khuyên của các chuyên gia tư vấn hay doanh nhân nổi tiếng, ta sẽ thấy tuy cách diễn đạt có khác nhau nhưng cốt lõi chỉ là một. Nguyên tắc và nguyên lý là những thứ cố định. Sau khi nhận ra điều này, trong tôi nảy sinh suy nghĩ muốn tìm hiểu và mở rộng các nguyên tắc mang đến sự phồn vinh cho cuộc sống. Trong quá trình làm việc, tôi luôn ý thức việc phải liên tục tự tìm tòi khám phá các nguyên tắc cơ bản của cuộc sống song song với việc tích lũy kinh nghiệm thông qua công việc làm huấn luyện viên. Tôi luôn tự hỏi bản thân 7 câu hỏi tương ứng 7 quy tắc vàng có thể được áp dụng vào cuộc sống hay không. Nhờ hành động luôn đi cùng với việc đặt câu hỏi, cuộc sống cũng như sự nghiệp của tôi đã có sự thay đổi đột phá. Sau khi 7 quy tắc vàng đã ăn sâu vào tiềm thức, gánh nặng trên vai tôi nhanh chóng được gỡ bỏ. Mọi việc xung quanh tôi cũng dần trở nên tốt đẹp. Gỡ bỏ gánh nặng trên vai nghĩa là bạn đã loại bỏ được những việc vô ích, biết cách thư giãn, điều tiết năng lượng của bản thân. Nhờ vậy, bạn có đủ năng lượng để đánh thức khả năng tiềm ẩn trong mình. Khi bản thân bạn thay đổi, thì những người xung quanh bạn cũng theo đó thay đổi. Khi gặp khó khăn, ngay lập tức, các quý nhân sẽ xuất hiện để giúp đỡ bạn. Các cơ hội cũng dần xuất hiện. Đây là nguyên nhân bạn nên luôn tươi cười với những người xung quanh. Khi bạn vui vẻ, công việc của bạn cũng nhanh tiến triển và thành quả dễ dàng đến với bạn hơn. Đây chính là nơi khởi đầu của mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Thành bại trong công việc không phải do kỹ năng mà do các mối quan hệ với người khác. Tôi cho rằng dù trong công việc hay cuộc sống, yếu tố thành bại đều sẽ được quyết định dựa trên các mối quan hệ của chúng ta. Những thứ như kỹ năng hay trí thức cũng rất quan trọng. Nhưng nếu chịu khó quan sát thực tế, ta có thể thấy rất nhiều người thành công nhờ sở hữu thêm khả năng tạo dựng các mối quan hệ xã hội của họ. 7 quy tắc vàng này vừa có tác động tích cực đến công việc của bạn, vừa giúp bạn đào sâu các mối quan hệ nhân duyên của mình. Tôi xin nhấn mạnh một lần nữa rằng yếu tố then chốt trong việc đặt câu hỏi không phải hỏi cái gì, mà là ai là người hỏi. Tùy thuộc vào đối tượng đặt ra câu hỏi mà hiệu quả thu về sẽ có sự khác biệt lớn. Việc hỏi chứa đựng sức mạnh kỳ diệu tới mức có thể làm thay đổi đối phương, nhưng nó cũng còn phụ thuộc tư duy của người đặt câu hỏi mà hiệu quả giảm dần, thậm chí còn làm hao hụt nguồn năng lượng của đối tượng được hỏi. Hãy tập trung áp dụng 7 quy tắc vàng vào cuộc sống, bạn sẽ thấy sức mạnh trong những câu hỏi mình đưa ra được tăng cường mạnh mẽ. Chương 4, trả lời các câu hỏi được kết hợp với bản mandala do ngài Matsumura Yasuo, chủ tịch Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh doanh Clover phát triển, giúp ta nâng cao năng lực giải quyết công việc, từ đó xác định được những việc nên làm. Bản mandala là một dạng biểu đồ có nguồn gốc từ pháp môn Mật tông, được dùng như một lời gợi ý giúp ta giải quyết các vấn đề. Bản gồm 3 x 3 bằng 9 ô trong đó. Chủ đề chính của bản là ô hạt nhân nằm chính giữa. 8 ô bao quanh là nơi ghi lại những câu hỏi liên quan đến chủ đề trong ô hạt nhân. Sau khi trả lời xong những câu hỏi này,
bạn sẽ bắt đầu nhận thức rõ hơn về sự việc và hoàn toàn có thể xác định được mình nên bắt tay thực hiện việc gì. Hỏi không chỉ là phương tiện dẫn bạn đến với sự thành công trong công việc, mà còn giúp cuộc sống của bạn thêm phong phú. Và trong khi cố gắng trả lời các câu hỏi, những ưu nhược điểm của công ty, sản phẩm, dịch vụ hay khách hàng mà bạn phụ trách sẽ lộ rõ. Thêm nữa, bạn còn có cơ hội nhận ra những ưu khuyết điểm của cả bản thân, gia đình, đồng nghiệp và bạn bè của bạn. Hãy áp dụng những bí quyết mà tôi đã giới thiệu trong cuốn sách này để từng bước khai thông nguồn năng lượng trong công việc cũng như cuộc sống của mình. Chương 1. 6 cách tư duy giúp tăng tối đa sức mạnh của câu hỏi. Đặt mình vào vị trí của cấp dưới để hiểu tâm tư của họ. Tôi thường có dịp trao đổi với những nhà lãnh đạo đang lo lắng về việc không thể kết nối hiệu quả với nhân viên. Nếu được phép nói thẳng, họ sẽ thốt ra những lời bất mãn như sau. Bọn họ không chịu nói thẳng suy nghĩ của mình. Họ không hề có tinh thần làm việc. Dù có tổ chức họp lấy ý kiến thì họ cũng không chịu cất lời. Họ toàn đưa ra những ý tưởng nghèo nàn. Thôi bỏ đi. Bản thân tôi cũng là người làm kinh doanh nên rất hiểu tại sao những nhà lãnh đạo này lại có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, việc đổ hết sự bất mãn lên đầu cấp dưới thật bất công và vô ích. Bản thân những nhà lãnh đạo cũng hiểu rõ điều đó và càng lo lắng hơn. Tôi muốn giới thiệu một trường hợp mà tôi đã có dịp tiếp xúc. Anh A hiện đang làm trong công ty phát triển phần mềm với cương vị trưởng bộ phận bán hàng. Anh lo lắng về khoảng cách giữa anh và đội ngũ nhân viên dưới quyền ngày càng lớn. Vì thế, chúng tôi đã tái hiện lại một mẫu hội thoại giữa anh và nhân viên. Hãy tham khảo và thử suy xét xem có điều gì kém thân thiện ở đây. 2 tuần trước khi chiến dịch bán sản phẩm mới bắt đầu, cấp trên: "Này cậu, chiến dịch thúc đẩy doanh số bán hàng sản phẩm mới bắt đầu rồi. Cậu phải chuẩn bị kỹ lưỡng đấy nhé. Chúng ta nhất định phải thành công lớn." Nhân viên: "Dạ vâng thưa sếp." Cấp trên: "Xem kìa, nhìn cậu chẳng hăng hái chút nào." "À cũng phải, đây là lần đầu tiên cậu tham gia vào một chiến dịch lớn như thế này phải không? Tuy vất vả nhưng cũng đáng để làm đấy. Cố gắng lên nhé." Nhân viên: "Dạ đúng thế ạ." À. Cấp trên: "Sao cậu nói lý nhí thế? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?" Nhân viên: "Dạ em vẫn ổn ạ." À. Cấp trên: "Nhân tiện đây, lúc nào tài liệu sẽ được gửi đến hội trường vậy?" Nhân viên: "Dạ riêng chuyện ấy thì..." Cấp trên: "Hả? Có chuyện gì sao?" Nhân viên: "Do cần chỉnh sửa vài chỗ nên tài liệu được gửi đến nhà in trễ, nhưng em nghĩ vẫn kịp làm xong để gửi đến trong buổi sáng hôm ấy ạ." À. Cấp trên: "Này cậu, nếu lỡ tài liệu bị gửi đến trễ thì phải làm sao? Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải làm mọi việc đúng thời hạn cơ mà, phải tính toán cho khớp với kế hoạch chứ." Nhân viên: "Dạ em xin lỗi ạ." À. "Nếu không có tài liệu để phát cho khách mời thì còn ra thể thống gì nữa? Bên nhà in nói sao?" Nhân viên im lặng. "Cậu không nắm rõ tình hình thì làm sao chúng ta trở tay kịp? Sao lại để mọi chuyện đến mức này?" Nhân viên tiếp tục im lặng. "Cậu cứ im lặng như thế thì sao tôi biết có chuyện gì?" Nhân viên: "Để em thử liên lạc lại với họ xem sao ạ." À. Cấp trên: "Trong công việc, một là làm, hai là không, không có thử gì hết." Nhân viên: "Dạ, em làm ngay đây ạ." À. Cấp trên: "Thôi được rồi, cố gắng lên." Anh A thuộc tiếp người cần mẫn, nhiệt tình với công việc và biết thông cảm với người khác. Anh cho rằng mình đã động viên tinh thần làm việc của cậu nhân viên có vẻ lo lắng kia, nhưng rốt cuộc anh lại không thể truyền đạt được thành ý của mình. Tôi sẽ viết lại đoạn hội thoại trên và thêm vào cảm giác của cậu nhân viên. Chúng ta hãy cùng nghiêm túc kiểm chứng về những chuyện đang thực sự diễn ra. 2 tuần trước khi chiến dịch bán sản phẩm mới bắt đầu, ý nghĩ của cấp dưới được viết trong đoạn ngắn trong ngoặc đơn. "Này cậu, chiến dịch thúc đẩy doanh số bán hàng của sản phẩm mới bắt đầu rồi. Cậu phải chuẩn bị kỹ càng đấy nhé. Chúng ta nhất định phải thành công lớn." Nhân viên: "Dạ vâng thưa sếp."
Sếp lúc nào cũng tràn trề sinh lực, thật đáng ngưỡng mộ. Cấp trên, sếp kia nhìn cậu chẳng hăng hái chút nào. À cũng phải, đây là lần đầu tiên cậu tham gia một chiến dịch lớn như thế này phải không? Tuy vất vả nhưng cũng đáng để làm đấy. Cố gắng lên nhé. Nhân viên, dạ đúng thế ạ. À, hô hào thì giỏi, chứ sếp có giúp gì cho mình đâu. Cấp trên, sao cậu nói lý nhí thế? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Nhân viên, dạ em vẫn ổn ạ. À, thử mở miệng ra bảo là em không ổn xem. Thế nào ông ta cũng nổi cáu cho mà xem. Đâu còn câu trả lời nào khác chứ. Đang lo muốn chết đây. Cấp trên, nhân tiện đây, lúc nào tài liệu sẽ được gửi đến hội trường vậy? Nhân viên, dạ riêng việc ấy thì... Chết rồi, hỏi trúng việc mình không muốn. Làm sao đây? Cấp trên, hả? Có chuyện gì sao? Nhân viên, do cần phải chỉnh sửa vài chỗ nên tài liệu được gửi đến nhà in trễ, nhưng em nghĩ vẫn kịp làm xong để gửi đến trong buổi sáng hôm ấy ạ. À, đâu phải lỗi tại tôi. Cấp trên, này cậu, nếu lỡ tài liệu bị gửi đến trễ thì phải làm sao? Chẳng phải tôi đã bảo cậu phải làm mọi việc đúng thời hạn cơ mà. Phải tính toán cho khớp với kế hoạch chứ. Nhân viên, em xin lỗi ạ. À, sếp không nói thì tụi này cũng biết. Cấp trên, nếu không có tài liệu để phát cho khách mời thì còn ra thể thống gì nữa? Bên nhà in nói sao? Nhân viên im lặng. Giờ mà giải thích biện hộ thì thế nào cũng bị mắng. Thôi im lặng là vàng. Cấp trên, cậu không nắm rõ tình hình thì làm sao chúng ta trở tay kịp hả? Sao lại để mọi chuyện đến mức này? Nhân viên vẫn tiếp tục im lặng. Cấp trên, cậu cứ im lặng như thế thì sao tôi hiểu là chuyện gì? Nhân viên, dạ để em thử liên lạc với họ xem sao ạ. À, dù có liên lạc với bên kia thì họ cũng bảo là chưa rõ, cứ trả lời đại khái như vậy mong là qua chuyện. Cấp trên, trong công việc một là làm, hai là không, không có thử gì hết. Nhân viên, dạ em làm ngay đây ạ. À, biết ngay mà, lúc nào lúc lôi mấy chuyện như vậy ra để giáo huấn mà. Cấp trên, thôi được rồi, cố gắng lên. Rất dễ để nhận thấy rằng lời nói của cấp trên có ảnh hưởng ra sao đối với tâm lý của nhân viên. Chúng ta hãy thử phân tích xem. Đầu tiên, điều đáng chú ý nhất là cách dùng từ của anh A. Ví dụ, trong đoạn hội thoại sau, anh A đã dồn ép cấp dưới bằng câu: trong công việc, một là làm, hai là không, không có thử gì hết. Thoáng qua, ta sẽ tưởng đây là câu hỏi lựa chọn có hai đáp án. Nhưng với nhân viên dưới quyền, khi bị hỏi như vậy, không ai dạy mà trả lời không làm. Nói tóm lại, anh A đã lỡ hỏi một câu khiến người nghe chẳng có tâm trạng trả lời. Câu hỏi, sao cậu nói lý nhí thế? Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ? Cũng để nhân viên kia đến tình huống dù lo lắng đến đâu cũng phải trả lời, dạ em ổn ạ. À, tôi đã hỏi anh A rằng, tại sao anh lại đưa ra những câu hỏi lựa chọn nhưng thực chất là ép người nghe chỉ có thể chọn phương án trả lời? Anh A đáp, tôi cứ ngỡ là cách dùng từ của mình như thế là mềm mỏng lắm rồi. Trong suy nghĩ của anh, việc đưa ra câu hỏi lựa chọn như vậy thể hiện sự quan tâm của mình với cấp dưới, nhưng tôi cho rằng điều này hầu như không mang lại kết quả. Chuyển hướng vector của nhân viên tương ứng. Việc tiếp theo ta cần lưu ý là mục tiêu chung mà cả anh A và nhân viên đang hướng đến là gì? Có thể thấy mục tiêu chung của họ là tổ chức thành công chiến dịch bán sản phẩm mới, nhưng mức độ quan tâm của mỗi người lại khác nhau. Tôi đã trao đổi việc này và nhận được sự chia sẻ từ anh A. Với chiến dịch bán hàng lần này, sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ là mặt hàng bán chạy nhất của công ty. Vì thế, không chỉ doanh số bán hàng phải cao hơn mọi lần mà tính chiến lược của sản phẩm trên cũng rất được xem trọng. Có thể tôi chưa truyền đạt được những điều này một cách rõ ràng với cấp dưới của mình. Khi bắt đầu một dự án, bạn hãy tự trả lời những câu hỏi sau. Tại sao phải làm việc này? Làm việc này để làm gì? Nguyên nhân, mục đích. Khi kết thúc, ta muốn thu được kết quả như thế nào? Thành quả. Để đạt được thành quả này, bản thân mỗi cá nhân nên làm gì, vào thời điểm nào, vai trò, hành động.
Đây chính là những vấn đề cần phải được xác định rõ ràng và trở thành nhận thức chung của toàn thể nhân viên. Điều này có nghĩa họ sẽ không cảm thấy đó là việc chung, việc của người khác mà là việc của mình. Tôi cho rằng trong trường hợp của anh A, anh chưa phổ biến đầy đủ mục tiêu, thành quả, vai trò cho nhân viên của mình. Thêm một điểm đáng lưu ý là với tư cách cá thể riêng biệt, ta cần phải liên kết với cấp dưới như thế nào? Google, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp phần mềm trình duyệt web kiêm dịch vụ tìm kiếm, được biết đến là công ty có môi trường làm việc lý tưởng nhất đối với mọi nhân viên. Bí quyết của Google bao gồm sự hòa đồng, mối quan hệ trên dưới, sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cá nhân, sự bình đẳng, công bằng. Đây được xem là ba giá trị quan đã ăn sâu vào văn hóa công ty của tập đoàn này. Không khí làm việc thoải mái dẫn đến tốc độ công việc nhanh hơn. Mọi thành viên sẽ cùng hợp tác, đưa công ty vượt qua những trở ngại lớn trong công việc. Mối quan hệ trên dưới ám chỉ việc tuân thủ các mệnh lệnh của cấp trên. Sự tôn trọng không chỉ làm cảm xúc của cấp dưới đối với cấp trên, mà còn cả ngược lại. Từ đó khiến không khí trong công ty sẽ tốt hơn bội phần, động lực phát triển theo đó cũng được nâng cao. Dựa vào những điểm trên, chúng ta hãy cùng anh A quay ngược lại thời gian 3 tháng trước khi chiến dịch bán hàng diễn ra, áp dụng kỹ thuật đặt câu hỏi vào thực tế và thay đổi cuộc đối thoại giữa anh A và nhân viên theo cách này. 3 tháng trước khi bắt đầu chiến dịch bán hàng, cấp trên: còn 3 tháng nữa là chiến dịch ra mắt sản phẩm mới bắt đầu. Ngay từ bây giờ, chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ chu đáo, nhất định phải thành công. Nhân viên: vâng ạ. À. Cấp trên: giờ mọi người cùng xác định lại chiến dịch cho ra mắt sản phẩm mới nào. Lý do và mục tiêu của chúng ta khi tổ chức sự kiện này là gì? Nhân viên: mục tiêu là thu hút sự chú ý của khách hàng đối với sản phẩm mới. Trong chiến dịch lần này, đầu tiên chúng ta sẽ tổ chức những buổi giới thiệu sản phẩm hướng đến đối tượng là các nhà phân phối và đại lý bán lẻ. Tiếp theo là những hoạt động PR thường hướng đến đối tượng khách hàng trực tiếp sử dụng sản phẩm này. Cấp trên, sản phẩm mới lần này còn là sản phẩm mang tính chiến lược, đánh dấu bước tiến lớn của công ty chúng ta sau 2 năm đầy biến cố vừa qua. Những bước đi đầu tiên đều là những bước đi quan trọng nhất. Cấp dưới: đúng vậy ạ. À. Cấp trên: vậy mục tiêu của các buổi giới thiệu lần này và kết quả tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được sau khi kết thúc là gì? Xác nhận mục tiêu công việc. Nhân viên: vâng, các buổi giới thiệu của chúng ta nhằm thuyết phục khách hàng tăng gấp đôi số lượng đặt hàng dài hạn. Nếu trình bày bằng số thì doanh thu đạt được sẽ là triệu yên. Cấp trên: chính xác. Nhân viên: đây thực sự là con số lớn nhất từ trước đến nay của công ty phải không ạ? À? Cấp trên: đúng thế, đây là sản phẩm sẽ quyết định vận mệnh của công ty chúng ta. Để hoàn thành những mục tiêu trên, vị trí nào cần làm việc gì, mọi người đã rõ cả chưa? Cùng xác nhận lại trách nhiệm của từng người, những biện pháp cụ thể để theo đuổi mục tiêu đã đề ra. 1 tuần trước khi chiến dịch bán hàng diễn ra, cấp trên: công cuộc chuẩn bị đang tiến triển tốt phải không? Hoạt động nào đang diễn ra thuận lợi? Nhân viên: dạ em đã chuẩn bị xong các DVD dùng để phân phát tại buổi thuyết trình. Nếu chúng ta công khai quảng bá trên Facebook và website riêng của công ty thì không phải sẽ thu hút được sự chú ý lớn hơn hay sao ạ? À? Ồ, ý kiến nghe hay đó. Trong buổi họp ngày thứ hai, chúng ta hãy bàn bạc chi tiết hơn với người phụ trách website nhé. Khen hợi nhân viên. Nhân viên: vâng ạ. À. Cấp trên: nhân tiện, cậu có gặp phải vướng mắc ở khâu nào không? Có gì cần tôi giúp đỡ không? Xua tan cảm giác bất an của nhân viên. Nhân viên: thú thật với sếp, em đang lo tài liệu dùng để phân phát cho khách mời không kịp hoàn thành đúng thời hạn. Ngay trước lúc mang đi in, có một số nội dung cần được chỉnh sửa, bên thiết kế mẫu cũng đã chỉnh đi chỉnh lại, thành thử làm ảnh hưởng đến kế hoạch in ấn tài liệu này. Cấp trên: nếu bên nhà in giao trễ tài liệu, chuyện gì sẽ xảy ra? Đào tạo năng lực phán đoán vấn đề sẽ xảy ra trên nhân viên.
Nhân viên: Dạ, nếu vậy thì hiệu quả thuyết phục cũng như thu hút khách hàng sẽ không được mỹ mãn, lại gây ảnh hưởng không tốt đến hình ảnh của công ty chúng ta. Cấp trên: Cậu có kế hoạch gì ứng phó với tình huống này chưa? Nhân viên: Dạ, em sẽ xác nhận lại với bên nhà in về thời điểm giao hàng và nói khéo với bên ấy hết sức giúp mình. Nhưng nếu không kịp thì chúng ta có thể dùng máy in màu của công ty để in ấn tài liệu ạ. Cấp trên: Cứ tiên liệu trước những trường hợp có thể xảy ra rồi chuẩn bị sẵn sẽ thấy yên tâm hơn. Giờ cậu hãy gọi điện thoại ngay sang bên công ty in ấn rồi báo lại kết quả cho tôi nhé. Tùy vào tình hình, tôi sẽ đích thân có lời với người ta. Cảm ơn bạn đã lắng nghe những lời sách nói của ngày hôm nay. Nếu có điều kiện, mong bạn ủng hộ sách giấy của tác giả ở các cửa hàng uy tín. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sách nói lần sau.